Vâng, chiều mát muộn này và bây giờ thì em sẽ đi giới thiệu cho quý vị các bạn tất cả các mẫu xe báo giá vào ngày hôm nay nhá. Hôm nay là ngày thứ ba, tự dưng lại thấy hay hay thế này em đi báo giá tất cả mẫu xe đang có mặt ở bên em Vũ Duy Ô Tô. Vâng, bên em thì có rất là nhiều xe, thì các bác nào mà thích thì các bác có thể là đến xem xe trực tiếp. Và bên em thì có bàn giao xe đến tận nhà cho khách hàng nhá. Tầm này thì thời tiết cũng bắt đầu là nắng nóng rồi, thế nên là chiều mát này thì các bác cứ đến tầm này là các bác em phục vụ các bác hết mình luôn, từ giờ đến tối được. Vâng, và đầu tiên cũng như thường lệ thôi, em cứ đi vào dãy bán tải đi. Bên em thì xe nó có rất là nhiều, có tầm hơn 200 đầu xe cơ. Nên là các bác chú ý theo dõi, và các bác cứ thích xe nào là các bác cứ nháy điện cho em thôi. Em sẽ báo giá chi tiết từng chiếc xe một cho các bác. Vâng, kiểu gì cũng phải ra cái góc này thế nó mới hay ấy. Đầu tiên là một chiếc Mitsubishi Triton đời 2011 nhập Thái, máy dầu 2.5 số tự động, 2 cầu, con này 365 triệu đồng các bác nhá. Vâng, đẹp cực kỳ nhưng mà giá chỉ có 365 triệu đồng thôi. Dòng này thì đi bền lành xã thoải mái cho các bác luôn. Một chiếc BT50 2016 máy dầu nhập Thái 2.2 số tự động. Vâng, con này 1 cầu biển 15C24414, con này 475 triệu đồng. Chỉ 475 triệu đồng chiếc Hyundai Mazda BT50 thôi. Một chiếc Hyundai Santa Fe mới về, đời 2008 bản MLX, xe cực đẹp luôn. Biển Hải Phòng 15A36008, và con này thì đang bán với cái giá là 319 triệu đồng các bác nhá. Chỉ có 319 triệu đồng chiếc Hyundai Santa Fe MLX 208 này thôi. Isuzu D-Max đời 2011 máy dầu 3.0 số sàn 1 cầu. Vâng, con này thì biển 29C15118 biển Hà Nội, xe cực kỳ cứng cáp luôn, và giá thì chỉ có 325 triệu đồng cho các bác ơi. Mitsubishi Ringer 7 chỗ ngồi, màu vàng cát, xe đẹp 2009, động cơ máy xăng 2.4 số tự động, biển 16 là 0900, và con này đang bán là 279 triệu đồng. Một chiếc Daewoo Lacetti đời 2009, máy 1.6 số sàn, biển 14A06836, và con này thì tương đối khá là ngon. Vâng, dòng xe lành bền, giá chỉ có 148 triệu đồng ạ. Ford Ranger bản XLS đời 2014, máy dầu 2.2 số tự động, bản nhập nha các bác nhá. Vâng, và con này thì biển 14C10564, giá là 445 triệu đồng. Ford Everest đời 2005, đăng ký 2006, động cơ máy dầu 2.5 số sàn, biển 36A22044, con này đang bán là 195 triệu đồng. Một chiếc Nissan Navara bản LE đời 2013, máy dầu nhập Thái 2.5 số sàn 2 cầu, biển 29H48025, và con này đang bán là 379 triệu đồng. Một chiếc Ford Ranger đời 2008 biển 34C19698 đang bán là 215 triệu đồng. Vâng, đăng kiểm còn dài, xe còn cứng cáp luôn. Một chiếc Honda Civic đời 2010. Vâng, biển 15A101015, con này thì rất là đẹp luôn, 2011 đấy ạ, bản 1.8 nhá các bác nhá. Số tự động và giá thì chỉ nhỉnh hơn 270 một chút thôi. Một chiếc xe Hyundai Starex đời 2001. Vâng, con này thì sử dụng động cơ máy dầu, tải van 3 chỗ và đăng kiểm còn dài, biển 15D01019, và con này thì em đang bán đến cái giá là 75 triệu đồng, có giảm giá cho các bác nhá. Mitsubishi Ringer đời 2009, máy xăng 2.5 số sàn, biển 88A49171, và con này đang bán là 210 triệu đồng. Nội ngoại thất khá là đẹp luôn, con này tươi rói rói rồi các bác ạ. Isuzu D-Max đời 2009, động cơ máy dầu 3.0 số tự động các bác nhá, biển 98C26677, đang bán 315 triệu đồng. Tiếp theo bên này ta có một chiếc Mazda 3 2009 nhập khẩu form mới, biển 35A27922, và đang bán với cái giá là 329 triệu đồng, bản 1.6 số tự động nhá. Toyota Zace đời 2005 bản nhập máy xăng, con này xe máy xăng bản 1.8 số sàn, biển 99A07432 đang bán 186 triệu đồng. Một chiếc xe mà giá gì cũng bán nhá, trả giá hôm nọ là có bác trả 35 triệu rồi. Daewoo Super Salon đời 1996 nhập Hàn, động cơ máy xăng 2.0 số tự động, biển 98A07138, và con này đang bán 75 triệu đồng. Nissan Livina, Grand Livina đời 2011 bản máy xăng 7 chỗ, số sàn biển 47A00783 đang bán là 195 triệu đồng con này. Đấy, nội ngoại thất đầy đủ, cam lùi cam hành trình ok hết các bác nhá. Fortuner đời 2013, động cơ máy xăng 2.7 số tự động 2 cầu, biển 14A00529 và đang bán với giá là 539 triệu đồng. Một chiếc Nissan Grand Livina bản số tự động nhá, 1.8 biển 30Z3198 và con này đang bán là 245 triệu đồng. Chiếc Honda CRV này thì khách đã cọc rồi, em để ở đây thôi ạ. Vâng. Ford Ranger 2021 máy dầu 2.2 số tự động biển 17C14554 và con này đang bán là 730 triệu đồng. Một chiếc Toyota Innova đời 2013 động cơ máy xăng 2.0 số sàn. Vâng, biển 15A35546 và đang bán là 325 triệu đồng chiếc xe này. Con này thì tạm thời là em chưa bán. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp, vừa mới đi chương trình xếp xe kỷ lục Việt Nam 1700 xe thì em nó cũng nằm ở trong đó và số là 727 các bác nhá. Xe rất đẹp nhưng giá chỉ có con này nếu bán thì em bán là 275 triệu đồng. Đấy, 275 triệu đồng số tự động này. Máy gầm chất, con này thì thôi khỏi bài bàn luôn, máy số còn zin nhá. Mitsubishi Pajero đời 2000, động cơ máy xăng 3.0 số sàn biển Hà Nội 30A40765 135 triệu đồng. Bây giờ giảm giá còn 125 triệu đồng, bác nào mua bán hết. Ford Quaytrax đời 2009 nhập khẩu máy dầu 2.2 số sàn biển 23C04308, con này là của Chè San Tuyết Tuyên Quang và đang bán với cái giá là 315 triệu đồng. Vâng, bên em thì có rất nhiều xe, bác nào thích thẩm những mẫu xe nào thì các bác cứ điện thoại, em sẽ có video chi tiết và xe kèm theo cho các bác để các bác cùng xem. Tiếp theo bên này là một chiếc Mazda CX-5 đời 2007, động cơ máy xăng 2.5 số tự động. Biển con này thì đã rút hồ sơ cầm tay rồi nhá, và đây đang bán với giá là 699 triệu đồng. Một chiếc Kia Rondo đời 2014. Động cơ máy xăng 2.0 số tự động bản ATG ATH, full kịch đồng hồ luôn, cửa sổ trời, nằm ra thì ngửa nhìn thấy toàn bộ là sao trời luôn, biển 14A03445 và đang bán là 479 triệu đồng. Con này zin cả xe luôn các bác nhá. Vâng, Honda CRV đời 2010, động cơ máy xăng 2.4 số tự động, biển 15A01193 405 triệu đồng. Các bác cứ theo dõi, thích xem xe nào thì các bác cứ alo, em sẽ gửi video chi tiết từng xe một cho các bác. Honda CRV đời 2013, động cơ máy xăng 2.0 số tự động, biển 15A68693. Con này thì em bán rất rẻ thôi, chỉ có 565 triệu đồng chiếc xe này thôi ạ. Vâng, giá rất rẻ và xe cực kỳ ok. Kia Carens đời 2009, biển 15A13797, một dòng xe bản full kịch với máy xăng 2.0 số tự động nhập Hàn. Con này thì đang bán với giá là 279 triệu đồng các bác nhá. Một chiếc Honda CRV không có đối thủ về độ rẻ luôn, 2014, động cơ máy xăng 2.4 số tự động, biển 15A15428 đang bán là 646 triệu đồng. Giảm giá kịch sàn cho bác nào yêu thương luôn nhá, riêng con xe này. Mitsubishi Jolly đời 2005, động cơ máy xăng 2.0 MPA số sàn, biển 34A11028. Vâng, đèn cột mắt xếch lốp treo. Vâng, xe cực chất và giá chỉ có 142 triệu đồng ạ. Đấy, thời tiết bắt đầu tối rồi và đã được bật đèn ngay. Một chiếc Chevrolet Captiva đời 2009, động cơ máy xăng 2.4 số tự động. Và con này thì trước là biển 89A06993 nhá, và giá là 215 triệu đồng với chiếc xe màu vàng cát đẹp như thế này. Hyundai Tucson đời 2011 nhập Hàn, máy xăng 2 cầu. Vâng, bản máy xăng 2.0 số tự động, biển 98A12135 và con này thì chỉ có 415 triệu đồng các bạn. Vâng, cứ nhìn nhầm thành 145 triệu đồng, của đâu rẻ thế nhưng mà xe chất cực kỳ luôn nhá. Tucson form mới các bác nhá. Tiếp tục bên này là một chiếc Kia Carens đời 2011, động cơ máy xăng 2.0 số tự động. Vâng, một chủ từ mới luôn, biển 15A03384 và con này đang bán là 298 triệu đồng. Cửa nóc ghế điện, 7 chỗ ngồi. Đấy, điều hòa mát lạnh rơi rượi luôn. Ái chà, bên này có một chiếc Hyundai Santa Fe hàng hiếm luôn này, đời 2015, động cơ máy xăng 2.4 số tự động, biển 15A31078 và con này đang bán 695 triệu đồng. Ford Everest đời 2011, động cơ máy xăng 2.5 mà máy dầu, xin lỗi các bác. Con này nhìn đẹp như máy xăng luôn nhưng mà đúng là nó chỉ là máy dầu thôi ạ. Máy dầu 2.5 nhá, số tự động. Vâng, con này biển 14A03279 đang bán là 379 triệu đồng, giảm giá kịch sàn cho các bác rồi đấy ạ. Ford Everest đời 2006, một chủ từ mới, xe của các chú bộ đội biên phòng tỉnh Móng Cái. Động cơ máy dầu 2.5, số sàn nhưng giá chỉ có 238 triệu đồng. Xe của chú bộ đội thì các bác biết rồi, chất khỏi bàn luôn. Vâng, một chiếc xe dành cho các chú bộ đội nhá. Một chiếc Toyota Camry đời 2000, sản xuất năm 2000 luôn, động cơ máy xăng 2.2, số sàn. Và con này thì đang bán với giá là 188 triệu đồng, biển 16K 7947. Mazda 2 đời 2017, động cơ máy xăng 1.5, số tự động, biển 14A27485 đang bán 135 triệu đồng. Mazda 2 đời 2018, động cơ máy xăng 1.5, số tự động, biển 98A44170 đang bán giá 446 triệu đồng. Vâng, xe rất rẻ mà lại càng đẹp luôn các bác nhá. Một chiếc Hyundai Accent hàng hiếm 2018, động cơ máy xăng 1.4, số tự động, biển 14A31150 đang bán 455 triệu đồng. Camry GL 2.4 nhà 2003, nhập Canada, biển 14A14543. Con này thì đẹp rồi và giá thì chỉ có 265 triệu đồng thôi. Bác nào mua xe này khuyến mại cho bác thêm nửa năm đăng kiểm nhá. Kia Morning đời 2015, động cơ máy xăng 1.25, số tự động. Vâng, con này bản S, máy số zin, xe đẹp và giá thì chỉ có 288 triệu đồng. Ui, của đâu rẻ thế các bạn. Honda Civic đời 2007, động cơ máy xăng 1.8, số tự động, biển 14A6345459 và con này thì đang bán là 245 triệu đồng. Hyundai i10 đời 2010, động cơ máy xăng 1.4, số tự động, nhập khẩu. Dòng xe nhập khẩu nhé các nhá. Con này là i20, vâng, và giá thì chỉ có 285 triệu đồng. 285 triệu đồng có một chiếc xe đèn bi cầu 7 màu. Đấy, cửa sổ trời, ghế điện, xe đẹp và các bác mua con này thì đi khỏi phải bàn luôn, giá rẻ bất ngờ luôn. Mazda 2 đời 2015, động cơ máy xăng 1.5, số tự động, biển 15A28884 và con này thì mới về thôi. 409 triệu đồng chiếc xe này các bác nhá. Bác nào thích dòng Vios thì đừng bỏ qua chiếc xe Vios này. Vâng, biển 14A22679, vâng, cực kỳ đẹp, lộc phát thần tài và giá thì chiếc xe này thì chỉ có 295 triệu đồng. Vừa về cửa hàng xong, xe đẹp mà không có đối thủ về độ chất. Vâng, hàng cứng cáp và nhìn cái dề. Đấy, trong đây là ông khách nhưng mà em sẵn sàng mắng được ngay. Khách cười rất là tươi, điển trai vô đối luôn. Vâng, tiếp theo bên này là ta có một chiếc Mazda 3 đời 2011, động cơ máy xăng 1.5, số tự động, nhập khẩu. Con này thì em đã rút hồ sơ rồi và giá là 328 triệu đồng. Các bác có một chiếc xe nhập khẩu nữa các bác nhá. Xe Nhật mà nhập khẩu thì các bác biết chất của nó như thế nào rồi. Mazda 3 2014 bản S 1.6, số tự động, biển 20A16544 đang bán với giá 393 triệu đồng. Một chiếc Kia Rio đời 2013, động cơ máy xăng 1.4, số tự động, nhập khẩu. Con này thì giá chỉ có 350 triệu đồng thôi ạ. Vâng, xe rất đẹp mà giá lại cực kỳ yêu thương luôn. Mitsubishi Lancer Fortis 2009, nhập khẩu, động cơ máy xăng 1.8, số tự động, biển 15A17021 đang bán cái giá 315 triệu đồng. Toyota Camry đời 2012, động cơ máy xăng 2.4, số tự động, biển 15A05365 đang bán 519 triệu đồng. Mazda 3 đời 2015 bản 2.0, số tự động các bác nhá, xe đẹp, bản cửa nóc, vâng, 479 triệu đồng chiếc xe này. Của đâu lại ngon vậy. Kia Morning bản S 2018, động cơ máy xăng 1.25, số tự động, biển 18A11998 và con này thì đang bán 358 triệu đồng. Chevrolet Spark đời 2013, động cơ máy xăng 1.6, số sàn, biển 88A17299 đang bán 262 triệu đồng. Ford Ranger đời 2004 bản GA 1.8, số tự động, full kịch cửa nóc các bác nhá, biển 15A36236 và đang bán 179 triệu đồng. Honda Civic đời 2008, động cơ máy xăng 1.8, số tự động, biển 15A27524 đang bán 290 triệu đồng. Toyota Camry đời 2010, động cơ máy xăng 2.4, số tự động, biển 15A66892, biển số siêu VIP, siêu đẹp mà giá chỉ có 448 triệu đồng. Ford Fiesta đời 2018, động cơ máy xăng 1.5, số tự động, biển 14A29859 và con này đang bán 428 triệu đồng. Tranh thủ em phải ra ngoài này quay ngay cho các bác những con xe ngoài này, không là tí thời tiết tối rồi là hết quay. Hyundai i10 2016 nhập Ấn, máy xăng 1.0, số sàn. Con này rút hồ sơ rồi, giá 258 triệu đồng. Đăng kiểm còn đến tháng 11 năm 2022 luôn. i10 2017, máy xăng 1.2, số sàn, biển 15A36865 và con này đang bán đến cái giá là 275 triệu đồng. Thời tiết là tối cực nhanh rồi các bác nhá. Nên là các bác nào yêu thì các bác cứ qua cửa hàng tầm tối tối này, xem xe thoải mái luôn cho các bác luôn. Một chiếc Mazda BT50. Con này thì biển 23. Vâng, một chiếc xe biển 23, màu vàng cát cực đẹp. Vâng, cho các bác xem form luôn. Con này thì đời 2013 rồi, nhập Thái, máy dầu, số tự động và con này bản 2 cầu, máy dầu 3.2, bản full kịch đấy ạ. Vâng, và cái giá của chiếc xe này chỉ có 448 triệu đồng thôi. Nhà em có một con màu vàng cát và một con màu xanh nha các bác nhá, một con màu xanh kia kìa. Đấy, cũng 2013 và 448 triệu đồng. Một chiếc Ford. Vâng, Ford Ranger quay chắc đời 2014, máy dầu nhập Thái, bản 3.2, số tự động, biển 14C22626, con này đang bán với giá là 545 triệu đồng. Xe cực đẹp mà giá cực rẻ luôn đấy các bác ạ. Ford Ranger bản XLT 2 cầu 2011, động cơ máy dầu 2.5, số sàn, biển 27C04894 đang bán 339 triệu đồng. Một chiếc Mitsubishi Triton đời 2017, máy dầu nhập Thái 2.5, số tự động 1 cầu, biển 88C20751 con này đang bán với cái giá là 512 triệu đồng. Vâng. Tiếp theo bên này ta có một chiếc Mitsubishi Triton form mới 2019, máy dầu nhập Thái, bản 1.0, số sàn 1 cầu, biển 20C181151 và con này 560 triệu đồng. Ford quay chắc đời 2010, máy dầu nhập Thái 2.5, số sàn 2 cầu, biển 29C69973 và con này đang bán 308 triệu đồng. Ai chà. Vâng, thanh niên đẹp trai điển trai Luân Tùng Auto đang đứng chào quý vị nhá. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Vâng, Mazda BT50 2013, bản 3.2, 2 cầu, số tự động, full kịch, biển 14C08704, con này 448 triệu đồng. Một chiếc Vios bản E 2016, động cơ máy xăng 1.5, số sàn, biển 15A25964 và con này thì đang bán là 370 triệu đồng ạ. Vâng, Ford Ranger bản XLT đời 2014, máy dầu nhập Thái, bản 2 cầu. Con này đã rút hồ sơ rồi các bác nhá, động cơ máy dầu 2.2, số sàn. Đấy, con này thì đang bán là 479 triệu đồng. Ford Ranger bản XLS đời 2015, nhập Thái, máy dầu 2.2, số tự động, biển 35C11159, con này đang bán là 485 triệu đồng. Đợt này thì bán tải nhà em rất là nhiều, các bác tha hồ đến xem xe và chọn luôn. Nissan Navara bản SL 2017, máy dầu 2.5, số sàn 2 cầu, biển 97C02416 và đang bán là 525 triệu đồng. Chiếc Navara màu cam này thì khách đã cọc rồi nhá, nên là em sẽ không review cho các bác nữa. Vâng, bên này thì ta có một chiếc Hyundai i10, biển 88A05064, đời 2019, máy xăng 1.2, số sàn, 298 triệu đồng con này. 298 triệu đồng đây các bác nhá. Vâng, bên bãi nhà em thì tương đối khá là nhiều xe. Các bác nào thích xe nào thì các bác cứ điện thoại, nhắn tin Zalo, em sẽ gửi chi tiết cho các bác. Đấy, vâng. Một chiếc Kia Morning van với cái giá là 212 triệu đồng. Đời 2012 nhập khẩu ấy ạ. Morning 2008 bản nhập, máy xăng 1.0, số tự động, biển 15A12243 đang bán là 189 triệu đồng. Bên này thì hôm nay nhà em về một con Morning số tự động bản nhập. Đấy các bác nhìn này, xe cực đẹp luôn, form cực mới luôn nhưng mà giá chỉ có hơn 180 thôi. Vâng, chưa có giá chi tiết vì mai còn phải đi dọn nữa. Toyota Wigo 2018 máy xăng 1.2 số sàn, biển 15A 42273 đang bán là 266 triệu đồng. Kia Morning Van màu đỏ 2014 nhập Hàn, máy xăng 1.0 số tự động, biển 15D 02202, 242 triệu đồng. Con này vừa về các bác nhá. Bác nào nhanh tay chơi những con này là quá ok luôn. Vâng. Một chiếc Morning đời 2012 động cơ máy xăng 1.1 số sàn, biển 98A 15202 đang bán là 132 triệu đồng. Còn bên này thì nhà em cũng khá là nhiều xe, tha hồ cho bác lựa luôn. Rồi vẫn còn 4 dãy nữa, tha hồ cho các bác chọn. Vios E 2015 máy xăng 1.5 số sàn, biển 15A 19476, 346 triệu đồng. Toyota Vios bản G đời 2018 động cơ máy xăng 1.5 số tự động, biển 15A 41438 đang bán 483 triệu đồng chiếc xe này. Daewoo Lacetti bản EX các bác nhá. Vâng, 2010 động cơ máy xăng 1.6 số sàn nhập Hàn, biển 16 là 46009, 225 triệu đồng. Toyota Yaris đời 2015 biển Hải Phòng 15A 19842. Vâng, bản nhập máy xăng 1.3 số tự động, 442 triệu đồng. Daewoo Lacetti bản CDX, vâng, 2011 nhập khẩu máy xăng 1.6 số tự động, biển 15A 01714, 260 triệu đồng. Hyundai Grand i10 2017, con này đã rút hồ sơ rồi, bản 1.0 số sàn, máy xăng 1.0, con này thì máy số zin rồi, 265 triệu đồng. Hyundai Elantra đời 2018 động cơ máy xăng 1.6 có turbo, nhập khẩu Hàn Quốc. Con này bản tự động nhá, biển 14A 37654, 598 triệu đồng. Một chiếc Kia Morning đời 2017 động cơ máy xăng 1.25 số sàn, giá là chỉ có 225 triệu đồng chiếc xe này thôi, rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ có việc ra tên thôi ạ. Ford Fiesta đời 2011 động cơ máy xăng 1.6 số tự động, biển 15A 88596 và con xe màu cam này đang bán với giá 259 triệu đồng. Kia Cerato đời 2011 động cơ máy xăng 2.0 số tự động, biển 15A 95865, 635 triệu đồng. Toyota Camry đời 2013 form mới động cơ máy xăng 2.0 số tự động, biển 99A 35979 đang bán 559 triệu đồng. Mazda 3 đời 2018 xin lỗi các bác, 2018 động cơ máy xăng 1.5 số tự động, biển 14A 64102, con này đang bán 545 triệu đồng. Hyundai Accent 2014 động cơ máy xăng 1.4 số tự động nhập Hàn, biển 14A 25133 và con này đang bán 379 triệu đồng. Mazda 3 bản hatchback 2016 vừa về cửa hàng xong, động cơ máy xăng 1.5 số tự động, biển 14A 28007 của con này đang bán 498 triệu đồng. Và tiếp theo đây là một chiếc Daewoo Lacetti giá rẻ nhá, chỉ 98 triệu đồng thôi, các bác đã sở hữu được một chiếc Daewoo Lacetti máy 1.5, vâng, số sàn, bản máy xăng, biển 17A 05747 các bác nhá. Kia Rio đời 2011 nhập Hàn, động cơ máy xăng 1.4 số tự động, biển 36A 42581 và con này đang bán là 325 triệu đồng. Riêng chiếc xe này cực kỳ hiếm luôn, hàng độc luôn. Kia K5 đời 2005 động cơ máy xăng 1.3 số sàn, xe mới đẹp, máy cực êm, nổ êm như cho luôn các bác nhá. Và con này thì đang bán với cái giá là chỉ có 69 triệu đồng. Toyota Camry bản G 2005 động cơ máy xăng 2.4 số sàn, biển 15A 25272, 278 triệu đồng. Chevrolet Spark đời 2011 máy xăng 0.8 số sàn, 95 triệu đồng con này. Chỉ 95 triệu đồng con xe đẹp như thế này các bác nhá. Vâng. Một chiếc Morning, một chiếc Chevrolet Spark 2010 máy xăng 1.0 số sàn. Con này đang bán với giá 89 triệu đồng, biển 17 là 086. Vâng. Tiếp theo bên này là một chiếc Morning 2016 động cơ máy xăng 1.25 số sàn, biển 15A 27917, 208 triệu đồng. Bên em thì xe rất là nhiều nên là các bác chỉ cần chụp ảnh lại xe gửi qua Zalo số điện thoại của em 0869158926 em sẽ gửi chi tiết báo giá cho các bác nhá. 2016 giá 208 triệu đồng. Morning đời 2017, động cơ máy xăng 1.25 số sàn, đã rút hồ sơ và giá là 210 triệu đồng. Một chiếc Morning SI 2016 máy xăng 1.25 số sàn, biển 30E07864 đang bán 258 triệu đồng. Hyundai Grand i10 đời 2016 nhập Ấn, con này rút hồ sơ rồi và giá là 218 triệu đồng. Một chiếc Daewoo Matiz bản SE 2007 nhập Hàn, máy xăng 0.8 số tự động, biển 15A07767, con này cực hiếm luôn, giá 145 triệu đồng. i10 đời 2016 nhập Ấn, máy xăng 1.0 số sàn, con này cũng rút hồ sơ rồi các bác nhá, và giá là 240 triệu đồng. Một chiếc Daewoo Lubira đời 2002 và con này là bản Lubira 2, máy xăng 1.6 số sàn. Đấy, động cơ cực kỳ ngon, biển 14L8045 giá 68 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Accent đời 2009, vâng, xe đẹp và các bác nhìn này, quá nuột luôn, biển Hải Phòng 46099 giá 135 triệu đồng. Một chiếc Morning 2013 máy xăng 1.25 số sàn, biển 15A49588 giá 168 triệu đồng. Morning đời 2012 số sàn, biển 30A37288 135 triệu đồng. Con này cũng rất đẹp này các bác ạ. Chevrolet Spark 2011 máy xăng 1.0 số tự động nhập Hàn. Con này biển 29D10149 và giá là 155 triệu đồng số tự động các bác ạ. Morning 2011 động cơ máy xăng 1.0 số tự động nhập Hàn, biển 29D04719 giá 210 triệu đồng. Hyundai i10 đời 2012 động cơ máy xăng 1.5 số tự động nhập khẩu, biển 15A06032 giá 179 triệu đồng. Chevrolet Spark bản LTZ đời 2013 động cơ máy xăng 1.0 số tự động, vâng, biển 15A09621, con này đang bán là 219 triệu đồng. Bên em thì xe còn rất là nhiều nhá, còn dãy phía trong này là dãy đã cọc rồi nè. Đấy, vâng. Một chiếc Daewoo Matiz bản SE 2007, con này chỉ có 58 triệu đồng thôi, biển 30F4765 nhá các bác nhá, 58 triệu đồng. Chevrolet Spark van 2011 động cơ máy xăng 1.0 số sàn, con này 95 triệu đồng. Một chiếc xe chỉ có 135 triệu đồng nhưng là số tự động các bác nhá. 2006 nhập Hàn, động cơ máy xăng 0.8 số tự động, 135 triệu đồng. Con này cũng rút hồ sơ rồi cho các bác này. Một chiếc Toyota Zace đời 2013 động cơ máy xăng 1. Con này là 0.6 rồi. Vâng, và giá là 365 triệu đồng nhập Hàn luôn các bác nhá. Xe cực đẹp mà giá cực tuyệt vời. Kia Morning đời 2012 động cơ máy xăng 1.0 số tự động, biển 78D0083, con này đang bán là 220 triệu đồng, xe vừa về xong. Vâng. Còn dãy bên trong này thì em đã cọc hết rồi nhá. Ford Everest cọc cho bác ở trong Đồng Nai. Fortuner thì cọc cho khách Quảng Ninh, XLS cọc khách Lạng Sơn, còn Toyota Zace cái cọc khách Hà Nội. Nhưng mà không hiểu sao bác Hà Nội mà chơi hẳn dây thì biết là bác cái chất như thế nào rồi. Thời điểm này chạy dây là một thời điểm cực kỳ ok. Vâng, dòng xe này các bác đi rộng rãi, yêu thương mà quá rẻ luôn. Các bác nào thích xe nào thì cứ điện thoại nhá, chụp ảnh lại, gửi tin nhắn Zalo cho em qua báo giá. Em sẽ gửi chi tiết cho các bác từng chiếc xe một để cho các bác nghiên cứu thẩm nhá. Và sau đó thì alo lại cho em. Cảm ơn các bác. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ. Em báo giá cho nó nhanh vậy thôi, chứ còn bình thường em cứ câu dài khoảng tầm 1 tiếng thôi. Thank you các bác. Úi giời. Một chiếc xe vừa về xong, một chiếc Kia Morning bản xịn sò số tự động, biển 29A37286 và con này bán giá chỉ có 198 triệu đồng nếu bác nào yêu thương. Cảm ơn các bác.